Hello San Francisco. San Francisco là một trong những thành phố biển xinh đẹp nhất nước Mỹ nằm phía bắc bang California. San Francisco giàu có, thịnh vượng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan. Nhưng San Francisco cũng có những vấn đề xã hội khiến du khách ngỡ ngàng, ngạc nhiên và khó hiểu. Bên cạnh những vẻ đẹp mỹ miều đáng yêu, San Francisco còn có những hình ảnh xấu xí đáng quan tâm. Lần trở lại này, Nick quay được một số hình ảnh về những mặt trái xã hội của San Francisco nói riêng và nước Mỹ nói chung. Mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi video clip ngày hôm nay nhé. Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Mấy ngày vừa qua thì khi biết tin Nick ở San Francisco, nhiều cô bác anh chị đã gửi lời chúc nè, chúc cho Nick có một chuyến đi thật vui và thú vị tại thành phố đáng yêu này. Và đồng thời cũng có một số cô bác anh chị nhắc nhở Nick là cần phải cẩn thận lưu ý những vấn đề xã hội đang xảy ra tại trên đất của thành phố San Francisco này. Thì thật sự là nó đã và đang xảy ra rất là nhiều rồi. Và trong video clip ngày hôm nay thì Nick muốn chia sẻ lại những hình ảnh mà mọi người đã cảnh báo Nick quay được trên đường phố trong những ngày vừa qua nè. Những vấn đề đó là những vấn đề gì? Mời các anh chị và các bạn cùng theo chân với Nick đi dạo quanh thành phố San Francisco với những hình ảnh mặt trái của xã hội tại thành phố đáng yêu này nhé. Ở đây là ngay chỗ khu vực Information Center, trung tâm thông tin, chỗ ngay điểm mà ngắm cầu Kim Môn Golden Gate đó mọi người. Thì cái bảng này nhắc nhở là rời xe không được bỏ cái gì ở trong xe, đồ quý quan trọng như là điện thoại, laptop, iPad, iPhone hay là vali, túi sách, giấy tờ quan trọng là không được bỏ trong xe nè. Bởi vì bỏ trong xe đó thì cái kẻ gian nó sẽ lấy nha. Nè bên đây chụp luôn cái hình là xe bị đập. Đó, bị đập cửa xe là lấy đồ trong đó hết mọi người. Chỗ này nhìn biển, chỗ khu của cầu Kim Môn nha. Đây là Welcome Center Information and Store, Golden Gate Bridge. Lúc ban đầu khi nhìn tấm hình này thì Nick nghĩ là cũng không có gì là quá đáng sợ đâu. Nhưng mà cho đến khi Nick đến con đường Lombard thì... Đây là con đường zigzag Lombard tại trung tâm của thành phố San Francisco. Thường đến đây thì mọi người rất là tò mò về con đường này. Thử lái xe qua đoạn đường dài khoảng 400m với tốc độ khoảng 5 km/h. Hello mọi người, Nick đang trên con đường Lombard ở San Francisco nè. Phía trên kia là cái chỗ mà rất nổi tiếng, du khách tới đó để xem cái con đường khúc khuỷu, con đường zigzag tại San Francisco đó. Thì Nick đang đi trên con đường này nè, đi bộ lên thì thấy cái xe này bị đập kính nè. Wow, ghê chưa, cửa kính bị đập nát hết luôn rồi. Có ai đó đã đập và lấy đồ hay sao đó. Đây nè, kính vỡ nát ở dưới đường luôn nè. Wow. Quá kinh khủng chưa, tại San Francisco nha. Wow. Là chiếc Ford. Đi xuống đoạn dưới đây nữa là Nick lại thấy có một cái xe lại bị đập cửa kính rồi nè mọi người. Một chiếc xe Jeep nè. Đây, kính đập nát hết rồi. Trời ơi, bây giờ thì kinh khủng quá. Xe đậu lâu mà không có người coi sao đó. Chắc có để đồ gì không mà đập kiến hết trơn rồi.
Vấn đề mà đập cửa kính xe để lấy đồ, trộm cắp đồ trong xe gì đó thì Nick đã biết từ trước rồi. Năm ngoái cũng tháng 7 là Nick có đến San Francisco thì nhiều cô bác anh chị cũng đã lưu ý Nick là cẩn thận vấn đề này. Nhưng mà Nick chưa có gặp trường hợp nào như vậy nên cũng là chưa biết nó ra sao. Bây giờ nhìn chứng kiến tận mắt xe của người khác bị đập đó thì đúng là nó đang diễn ra ngày càng có vẻ là trầm trọng hơn rồi đó mọi người. Còn những vấn đề khác nữa, bây giờ là Nick thấy những cái hình ảnh xấu xí nè trên đường phố nè. Ví dụ Nick đang đi trên con đường này là đường La Kinh mà mọi người hay gọi Little Sài Gòn của San Francisco. Thì rất nhiều nơi đóng cửa nè, rồi cửa đóng quá trời luôn, bây giờ làm ăn không được hay sao. Nick thấy là tường bị vẽ bậy, cửa thì wow, không biết nói sao luôn á, dơ bậy hày luôn. Rồi những vấn đề xã hội đây, ngay cái góc đường này Nick thấy là chờ mấy người hút sách rồi ngồi đó mà tiếp tục hút sách, giống như những con nghiện, giống như những con ma đó mọi người đó. Họ ngồi họ chắn đường, cái người kia đi xe lăn không qua được cho nên là phải đi vòng đi xuống nè, rồi quay lại chửi mấy người này. Nick nhìn từ xa là thấy cơ thể của họ thì nổi ghẻ chóc cũng đáng ghê lắm, mà đứng gần đây cái mùi xú uế là mùi nước đói, mùi của phân nghe rùng rợn luôn. Đây là cái khu vực ngay góc đường giáp với đường La Kinh, đường Little Sài Gòn đó, tại thành phố San Francisco này. Thật sự là đứng đó nghe mùi là chịu không nổi đâu, mùi của cái thành như là cần á, mấy cái thuốc mà họ hút và chích đó, rồi cộng với lại những cái mùi của phân của nước đói gì đó, mất vệ sinh rồi, nghe kinh khủng lắm nha. Đây là một góc khác nè, trên đường La Kinh luôn. Có một người nằm ở trên trước cửa của một quán ăn của người Việt của mình đó quý vị. Đó, Nick thấy là cảnh sát đến đuổi đi nhưng mà cũng không chịu dậy, không đi rồi bác. Cảnh sát cũng không làm được gì hết rồi bỏ đi luôn rồi. Người này nằm ở trước cửa hiệu của một quán ăn của người Việt Nam. Đây cũng là một người nghiện thuốc nè. Ngồi gục gặt im tại chỗ, lâu lâu mới thấy nhúc nhích thôi. Ở trên lề đường nè, đi ngang qua cũng nghe mùi rất khó chịu luôn. Rồi đây một người ăn xin, xin tiền gì mà Nick thấy là cũng dơ lắm. Rồi mang theo nhiều bao đựng, không biết đựng cái gì nữa, giống như là cái bang luôn nè. Bây giờ để ý thì ở đâu đâu ở khu vực trung tâm của San Francisco, Nick cũng thấy có rất là nhiều người nghiện ngập nằm ngã nghiêng trên đường phố, hoặc lâu lâu ngồi dậy rồi lắc lư giống như những zombie ở trong phim Mỹ á. Thì họ không được tỉnh táo, giống như người đã bệnh truyền nhiễm gì rồi đó, không được sạch sẽ, nhìn rất là ghê sợ nha. Năm ngoái thì Nick thấy cũng không nghĩ gì, nhưng mà năm nay thật sự là thấy nhiều quá thì đúng là một vấn nạn xã hội cần đáng quan tâm của thành phố San Francisco đây. Quá nhiều trên đường phố luôn. Các bác anh chị ơi, thật sự là không hiểu tại sao luôn á. Ở cái góc này á, hình như phía trước là có một cái nhà thờ mà Nick thấy là rất là nhiều người tụ tập đó để người ta phát cho đồ ăn nè. Thấy đông lắm, lần nào đi ngang đây thì cũng thấy hết á. Ngồi trên xe nhìn ra đến thấy là người ta cũng có những người là vô gia cư đến đây xin đồ rất là nhiều luôn, đông lắm mọi người.
Lý có xem qua nhiều video clip và chính người Mỹ tại San Francisco này họ có quay những cái chỗ mà người ta dựng lều, những người homeless đó sống dọc trên đường phố này nhiều lắm. Thì hôm nay Lý cũng thấy được cái những cái lều rồi những người đứng xin ở ngoài đường đó, thì thật sự là quá nhiều luôn chứ không phải là một vài nữa mà đâu đâu cũng có thể thấy luôn. Đây là khu vực công viên đối diện với lại ở chỗ tòa thị chính của thành phố San Francisco đây. Đây có một nhóm người nè cũng nghiện hút sách nè, ngay giữa ban ngày Nick cũng thấy là họ chích choác tại đây luôn nè. Vừa khi nãy thì Nick thấy là cảnh sát đuổi một cái người ở góc đường kia gần đây thôi. Không biết đó chuyện gì xảy ra không nhưng mà thấy cảnh sát đuổi đi rồi thì người đó bỏ đi, nhưng mà tại góc này thì cách đó không xa thì có một nhóm người khác đây, ngay cái gốc cây ngoài này tiếp tục nè, như những zombie á, những người tinh thần gọi là không còn được tỉnh táo rồi mọi người. Còn bên trong tường thì cũng có những người nằm dài đây nè, đó họ cứ móc đồ móc ra móc vô gì đó, có vẻ như là tìm thuốc thôi, để chắc là nghiện lắm rồi chích vào trong người. Còn đây tại một góc đường nè, ngay cái thùng rác thì có một người nè vác trên vai đó bao tải này kia kia nọ, rồi Đức thấy là móc trong thùng rác ra những cái hộp thức ăn thừa người ta bỏ đi đó. Chắc là cũng không tỉnh táo, người này chắc cũng nghiện ngập thôi, bởi vì mà người bình thường thì không thể nào mà đi kiếm những cái thùng rác moi móc những cái đồ ăn dư thừa này đâu. Ai, à. Đây là lề đường của đường Mission nè, gần với ngã tư với đường số 6 nè. Tôi thấy góc nào cũng có những người gọi là homeless nè, rồi nghiện ngập đầy rẫy trên khu vực này luôn. Quá là đáng kinh luôn đó nha. Dọc lề đường góc nào cũng thấy đó, mọi người ơi, đi đường nào Nick cũng thấy luôn. Nếu mà cô bác anh chị nào mà chưa từng thấy cảnh tượng này á, đến đây là đi ngang khu vực này chắc là sợ lắm luôn. Quá trời quá đất luôn. Kinh. Thật sự là bây giờ Nick để ý mới thấy là đáng lo. Những cái mặt trái của xã hội tại thành phố San Francisco này đúng là không biết không hiểu tại sao luôn. Thank you.
tới những trạm đón xe buýt nè cũng bị người vô gia cư chiếm dụng luôn. Họ bày biện những cái túi xách bao bì mà họ đựng linh tinh đủ thứ trong đó đó, rồi họ móc ra nhét vào rồi họ thay đồ tại chỗ luôn nè. Đây là những cảnh tượng mà giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy hết tất cả luôn nha. Còn ban đêm tại trung tâm thành phố San Francisco thì sao? Buổi tối thì đúng là đáng sợ hơn, đặc biệt là khu vực trung tâm ngay gần với lại Union Square, khu mà trung tâm mua sắm gần với lại trạm tàu điện vân vân. Thì ở đó Đức thấy là rất là nhiều người vô gia cư rồi người nghiện ngập đầy xung quanh hết, cho nên là thật sự là đáng cảnh báo những ai mà đi ban đêm ở khu vực đó thì cần cẩn thận lưu ý một tí nè. Cất đi không thì bị lấy đi. Lấy tất cả các đồ vật ra khỏi xe, quay cửa sổ lên, khóa cửa xe. Ở đây cũng là nhắc nhở mọi người cẩn thận đồ đạc ở trong xe nha. Cái này thì Nick thấy khắp nơi luôn, các bãi xe ở khu người Việt thì để tiếng Việt luôn cho mọi người đọc dễ và cảnh báo mọi người những vấn đề xã hội nè. San Francisco, một thành phố du lịch rất là hấp dẫn đối với nhiều người, một thành phố xinh đẹp để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Tuy nhiên thì San Francisco đang có nhiều vấn nạn xã hội. Do vậy, cô bác anh chị mình có đến viếng thăm thành phố San Francisco này thì cần lưu ý cẩn trọng với những tệ nạn xã hội đang xảy ra và đang tiếp tục diễn ra tại San Francisco. Và video clip đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Bây giờ thì Nick xin chào tạm biệt và gặp lại những video clip kỳ sau. Chào tạm biệt tất cả cô bác anh chị và các bạn. Chúc một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Bye bye.